nhằm nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế ở cấp độ toàn cầu, cải thiện chất lượng không khí do mức độ ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng hiện nay. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh và bắt đầu từ năm nay, năm 2020. Nhiều nước đã có hoạt động hưởng ứng ngày này, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Việt Nam có hơn 60.000 người tử vong do các bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phổi đều có liên quan tới ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí chính là mối đe dọa lớn nhất về môi trường đối với sức khỏe con người và cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong, bệnh tật trên toàn cầu mà có thể phòng tránh được. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế kỷ niệm Ngày Quốc tế Không khí sạch đầu tiên diễn ra vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9 năm 2020, để tạo tiền đề cho các Ngày Quốc tế Không khí sạch sẽ được tổ chức vào những năm tiếp theo. Tại Việt Nam, nhiều hoạt động đã được tổ chức để hướng tới ngày này, như Hà Nội khởi động thử thách 7 ngày vì không khí sạch, chương trình kiểm tra khí thải cho 5.000 xe máy tại Hà Nội, chương trình Đại sứ Xanh hướng tới bầu không khí sạch cho tất cả mọi người.